Dạ, alo. Con nghe nè ba. Ba gọi con có gì không ba? Con với con Thu vẫn lén lút qua lại với nhau phải không? Dạ ba. Ba biết hết đó. Giờ con tính sao? Dạ ba. Ba ơi, ba đừng la Thu. Mọi chuyện là tại con đó ba. Tại con nhớ con quá cho nên là con năn nỉ Thu ra gặp con đó ba. Gặp rồi sao? Đã ly hôn rồi còn níu kéo làm cái gì? Ba ơi, con biết con sai rồi. Tuy là đã ly hôn nhưng mà con còn rất là thương Thu. Cho nên là con sẽ bằng mọi cách con sẽ đưa Thu trở về ba ơi. Con dám hả? Ba, con xin lỗi ba. Giờ ba có đánh gãy chân con thì con cũng không rời bỏ Thu đâu ba ơi. Thôi được rồi. Nếu vậy thì sáng chủ nhật nào ba cũng ẵm con Nhiếm ra công viên gần nhà đó. Cứ ra đó mà thăm con, nghe không? Dạ chắc chắn rồi. Chỉ cần ba ủng hộ tụi con là con sẽ làm được. Ừ thì ba ủng hộ. Nhưng mà con nói được thì phải làm được đó. Còn... Anh ơi! Ủa anh gọi cho ai vậy? Vậy nha. Chào ông. Ừ. Ai vậy anh? Ông bạn đánh cờ. Ông hẹn ra công viên đánh cờ đó mẹ. Ông bạn đánh cờ nào? Em gặp chưa? Em chưa gặp sao biết được. Chứ không phải anh gọi cho thằng Minh đó hả? Đâu có. Anh mà gọi cho nó là anh chết với em á. Anh đâu có dám. Mà tụi nó ly hôn rồi. Gọi cho nó làm cái gì? Thiệt không? Thiệt mà. Anh nhìn em nè. Em tin anh. Hôm nay qua đây có chuyện gì đây? Trời ơi, nhìn mặt là biết có ý đồ rồi. Má hiểu ý con quá à. Bữa nay con qua đây á là tính nhờ ba má chăm thằng Hiếu cho con vài bữa. Bay đi đâu? Con thì đi đâu được. Mấy nay con lo đi gom tiền chạy dự án cho anh Hiệu, cho nên không có lo cơm nước cho thằng Hiếu được. Rồi thằng Hiệu đâu? Anh đi công tác tỉnh rồi má. Anh ít về lắm, tháng về có vài lần à. Làm ăn thì cũng tốt đấy, nhưng mà phải tính toán cho nó kỹ, đừng có tham mà thâm. Quan trọng ấy là phải để ý đến con cái. Ba thấy dạo này thằng Hiếu nó tiến bộ nhiều đấy. Thế con tính cho nó trở lại học trường chưa? Cái này phải hỏi ý kiến bác sĩ đó ba, không có dội được. Thôi, mày đi làm gì thì làm đi ha. Nhưng mà nghe má dặn nè, từ đây về sau làm cái gì thì làm cũng phải cân bằng. Đừng có đeo mang đèo bồng khổ lấy thân đó. Con biết rồi má. Ủa mà thằng Minh nó đi làm chưa vậy hả má? Nó đi tập gym gì đó. Cái gì? Nó đi tập gym hả? Ừ. Nó tập cái môn đó, nó cảm thấy là nó yêu đời phấn chấn. Thôi kệ, nó muốn làm gì làm miễn sao nó vui được rồi. Thôi được rồi, ba má nghỉ ngơi đi nha. Con về đây. Về đi. Gì chạy dữ vậy? Thì em sợ anh chờ lâu nè. Mốt cứ đi từ từ đi. Anh chờ em cả đời cũng được. Nói xạo. Nhưng mà em đi tạm cũng được. Ủa, hôm nay mẹ lại gắt gao với em nữa hả? Ừ, dạo này mẹ em tin lắm. Mẹ em nắm hết tất cả các lịch của em luôn. Mẹ nói là hôm nay không có lịch tập. Tại sao đi ra ngoài? Sao em phải gọi cho anh Tuấn để cầu cứu nè? Đúng là thông minh luôn đó. Đúng là vợ của anh đó. Vợ cũ. Thôi không nói gì nữa nha. Nói vậy anh buồn á, anh giận anh đi về. Đúng rồi. Đi. Ê,